Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Xuân Hồng Digital Sale. Và ngày hôm nay Hồng sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm món cơm cháy ăn vặt tại nhà rất là dễ dàng và hợp vệ sinh các bạn nhé. Thì món này thì rất là quen thuộc với mọi người, vậy thì cách làm cũng rất là dễ. Các bạn sẽ chuẩn bị những cái phần cơm nguội hơi dẻo một chút. Thì các bạn những phần cơm dư này các bạn có thể tận dụng làm cơm cháy. Thì nguyên liệu thì dĩ nhiên là gồm có cơm, gồm có hành và một số những cái gia vị làm nước sốt để rưới lên thì mình sẽ giới thiệu chi tiết ở phần sau. Về phần cơm thì các bạn sẽ cho lên chảo, thì trước đó thì các bạn sẽ cho một xíu dầu vào chảo. Rồi sau đó các bạn sẽ trải đều cơm lên chảo và chúng ta trải đều ra theo cái hình tròn. Và mỗi mặt thì các bạn sẽ hong khô trên chảo là khoảng 5 cho tới 7 phút. Về phần nước sốt rưới lên á thì các bạn sẽ chuẩn bị giùm mình là có hành nè, có 2 muỗng đường, 1 muỗng mắm, 1 muỗng tương ớt và 2 muỗng nước. Rồi các bạn hòa đều và chúng ta là cho lên chảo một chút dầu rồi các bạn tao hành nóng, sau đó các bạn cho cái hỗn hợp đó vào kèm theo là ớt bột. Còn nếu các bạn không có ớt bột thì sử dụng ớt tươi giã nhuyễn vừa khẩu vị cay cay là được. Sau khi mà các bạn đã áp chảo cái phần cơm thì các bạn sẽ rưới cái phần nước sốt này lên vừa thôi các bạn nhé. Thứ hai thì các bạn sẽ nấu một ít dầu, đổ cái phần dầu nóng vào phần hành xanh của chúng ta đó. Thì hành của chúng ta sẽ gọi là các bạn sẽ có mỡ hành và các bạn bôi đều lên phần cơm cháy này. Và cuối cùng nếu bạn nào thích thì các bạn có thể cho thêm trà bông lên. Và đây là thành quả cuối cùng của mình khi mà mình thực hiện cơm cháy. Thì khi mà các bạn ăn á, thì sẽ có phần giòn giòn của cơm cháy, mặn mặn của nước sốt và có cả trà bông nữa. Và hy vọng những chia sẻ này của Hồng sẽ hữu ích. Và nếu như các bạn yêu thích đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Hồng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip lần sau.